Thưa quý vị khán giả, những vụ việc giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí gây thương tích nặng, thậm chí dẫn đến chết người đã giống lên hồi chuông cảnh báo với toàn xã hội về sự manh động, thiếu suy nghĩ của một bộ phận thanh thiếu niên. Sau vụ việc tại tỉnh Trà Vinh, theo ghi nhận của phóng viên thường trú của chúng tôi, thì tại tỉnh Cà Mau, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cũng mới mời hai thiếu niên cư ngụ ở xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau về cơ quan để điều tra vì có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 5 tháng 12 vừa qua. Điều đáng nói, nạn nhân và đối tượng gây án đã từng là bạn học của nhau. Theo như lời khai ban đầu của hai thiếu niên này, thì trước đó giữa K sinh năm 2006, tên đã được chúng tôi độc tác, và L sinh năm 2005, tên đã được độc tác, có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Đến sáng ngày 5 tháng 12, thì K hẹn gặp L để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, K đã rủ thêm người bạn là KH sinh năm 2005, tên cũng đã được độc tác, ngủ cùng xã để đi cùng. Khi đi thì ca có mang theo một con dao đã được đặt mua qua mạng. Trên đường gần đến nhà của anh L, phát hiện anh L đang đi một mình. Ca đã lấy dao bất ngờ chém nhiều nhát vào người của anh L. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến chiều cùng ngày thì anh L đã tử vong. Gây án xong thì cả hai Ca và KH đã đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện vụ việc này đang được tiếp tục điều tra.